Xin chào tất cả các bạn, hôm nay bếp nhà cô sắc màu cuộc sống là món bò bía chay Món bò bía chay này ăn rất là ngon miệng và hấp dẫn lắm Đặc biệt có thịt bò chay từ đậu hũ khìa xá xíu, vừa thơm, màu sắc lại vừa đẹp Nếu bạn nào yêu thích cùng mình vào bếp, nguyên liệu để chuẩn bị cho món bò bía gồm có một khúc hành boro rô Nấm đùi gà thì mình chọn cái nấm to to, khoảng 2 nấm là được Và kế đến đó là bắp cải trắng, bắp cải trắng thì mình chọn bắp cải, trái tim, cái loại này nó giòn ngọt rất là thích hợp cho bò bía và cà rốt non. Các bạn có thể thêm su hào củ sắn là tùy thích nha. Và à, kế đến đó là mình có thêm một hộp nấm đinh và một cái à, bịch nấm kim châm thì hai cái loại nấm này vừa nhỏ và có độ giòn ngọt rất là ngon. À, nếu bạn thích thì bạn cho thêm ha. Và bún tàu là không thể thiếu từ 100 đến 150 g chả lụa chai, chả chai Chai, mình cần cái đòn nhỏ nhỏ vừa vừa thôi cái đòn to thì mình cắt làm đôi và đậu hũ chiên thì đậu hũ chiên mua về mình sắt ra làm đôi hay là làm bốn mình chiên theo từng thanh như thế này nè để mỗi một cuốn mình cho vào một thanh tàu hũ và đây là bột xá xíu Bột xá xíu loại này là của Thái Lan và ở phía sau đó có ghi rất là rõ cái thành phần thì hoàn toàn không có đạm động vật cho nên những bạn ăn chay rất là yên tâm sử dụng loại bột xá xíu này nhé. Và bây giờ lần lượt thì mình sẽ à, cắt đôi cái à, bắp cải trái tim. Cái bắp cải này là khoảng 1 kg thì mình cần 500 g thôi và nấm đùi gà hai cái nấm này là 173 g. À mình cân là vì có nhiều bạn nói sao không cân cho thấy được cái liều lượng và 3-4 củ cà rốt non 268 g. Bây giờ mình đi ngâm nước uh, cho bún tàu khô nó nở. Các bạn nhớ là bún tàu các bạn ngâm vừa nở là cho ra rổ để ráo liền nha. Vài phút thôi thì mình sẽ thấy bún tàu nở. Lần lượt thì mình sắc bắp cải Bắp cải thì mình sắc vừa vừa như thế này thôi nè Đừng quá dày cũng đừng quá mỏng nha các bạn Khi mà sắc xong rồi thì mình cho ra rửa thật sạch Các bạn có thể trần sơ qua nước sôi cho nó xịp bớt Còn không á, mình cho nước ấm hay nước nóng cũng được vào rửa Và còn không có nữa thì nước lạnh cho ra rổ Và nhớ sốc cho nó thật ráo nước Để khi mình xào đó nó không có bị nhão nha và nấm đùi gà thì mình sắt khoảng uh, bề ngang ấy, khoảng đầu đũa ăn như thế này nè các bạn mình sắt theo chiều dài và cà rốt cũng như thế ha lần lượt thì mình sẽ sắt hết nấm đùi gà cà rốt nấm kim châm mình rửa sạch cho ra rổ và chả lụa chai mình cũng sắc sợi luôn cái phần chả lụa chai các bạn có thể uh, thay thế hay là các bạn cho thêm đậu hũ hay là bì căng là tùy tình nhà nhé với cái lượng đậu hũ hôm nay thì mình cần khoảng 40 g xá xíu, bột xá xíu thôi là đủ. À, cái bột xá xíu này mình có chia sẻ nhiều nhưng mà là món mặn. À, có hai loại, một loại đỏ cam như thế này và loại màu tím. Thì theo mình thấy cái loại màu đỏ của Thái Lan này rất là thơm ngon luôn, có độ mặn ngọt vừa phải luôn. 40 g hòa tan với 200 ml nước lạnh, mình cho hết vào chảo với cái món chay vì đậu hũ mình đã chiên vàng mình sắp đều hết à, cho nó À, ngập cái à, à, nước à, xá xíu ở trong đậu hũ ha khi mà chảo nước nó sôi rồi đó thì mình trở bề và mình đun liu riêu đợi khi nào nó rút cạn à, các bạn à, chắc chắn sẽ có thắc mắc sao không có phi hành hay là à, mình phi dầu gì hết là vì bột xá xíu nó có cái mùi thơm và mặn ngọt đặc trưng còn đậu hũ của mình đó thì mình đã chiên vàng rồi vì thế với cái món chay á khìa rất là nhanh gọn dễ chỉ cần hòa tan bột xá xíu và à, chờ cho đến khi nào nó rút cạn các bạn nhìn ở dưới cái chảo không dính nè nó cạn và nó rút đều cái nước xá xíu vào từng miếng đậu hũ rồi mình cho ra dĩa chờ nguội khi mà bún tàu ngâm nở được rồi cho ra rổ để thật ráo mình dùng kéo cắt cho nó ngắn bớt để trong quá trình xào hay mình gấp ăn nó không bị vướng đây là hành boro phi vàng ha hành boro phi vàng các bạn cho vào một muỗng nếu không có thì bạn cho dầu ăn bình thường cũng được rồi mang bao tay hay là dùng đũa trộn đều mình trộn đều bún tàu như thế này để sợi bún tàu bóng và khi mình xào nó không bị dính lại với nhau à, sẽ khéo và ngon bây giờ tất cả mình có rồi thì mình chuẩn bị một cái chảo to to để mình xào à, với rau củ nhiều thì các bạn nhớ chọn ha cái khúc hành boro của mình hồi nãy thì mình xắt mỏ nhỏ, mỏng qua Và mình xào lên cho thơm vàng Thì lần lượt mình sẽ cho nấm vào xào Mình cho cái phần nấm đinh vào trước cái loại nấm này nhỏ và giòn khi mà xào nấm đó các bạn lưu ý các bạn vặn cái lửa lớn lên và nấm hay là đậu, cà rốt non thì mình chỉ cần là vừa chín tới thì giữ được cái độ giòn rất là ngon của nấm nha vì nấm cũng mau chín lắm bây giờ vặn lửa lớn mình xào cho đều một chút xíu sau thì mình sẽ thấy là khi mà nó đã ngấm đều ở trong cái độ nóng của à, dầu và boro thì nó sẽ xẹp xuống bớt À, vì thế hồi nãy mình có nói là các bạn đừng có sắc quá mạnh đừng quá to mình sắc vừa vặn khoảng đầu đũa ăn thì mình nhìn nó sẽ khéo bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào là gồm có là bột nêm chai đường muối bột ngọt cái phần nêm nếm gia vị thì các bạn nêm theo khẩu vị và sở thích của từng nhà nhé à, vì mỗi nhà sẽ sử dụng cái gia vị khác nhau vì thế mà mình sẽ lướt qua không có nói liều lượng đường muối bột ngọt khi mà cho gia vị vào xong rồi thì các bạn xào lên vẫn giữ ở cái lửa nóng để cho à, nấm nó tái chín và khi này là nấm và cà rốt vừa chín giữ cái độ giòn là mình cho bắp cải vào ha vì cái loại bắp cải này các bạn chỉ cần bắp cải xào sơ chín nó xẹp xuống là nó vừa chín tới khi mình ăn rất là giòn và ngon nha mình cũng vặn lửa nóng và mình cứ đảo đều đảo đều lên Thì uh, uh, chút xíu sau thôi thì các bạn sẽ thấy là bắp cải nó xẹp xuống như thế này là được rồi đó Các bạn giữ đồ giòn Và bây giờ thì các bạn chuẩn bị cái tô bún tàu của mình uh, đã trộn ở trong cái uh, hành bò rô á Bây giờ mình cho hết bún tàu vào Khi mà mình cho bún tàu vào thì mình trộn đều lên Nếu mà trong cái quá trình mình xào rau củ có ra tí xíu nước Thì nó sẽ rút vào cái sợi bún tàu và nó vừa vặn luôn Các bạn sẽ nhìn thấy là cái chảo xào của mình rất là khô ráo Không có bị nhão nhạt Nếu mà cái món bò bía xào mà mình xào mà nó bị khô quá cũng không ngon Và nó nhão quá thì mình cuốn bánh tráng cũng không ngon nhé Như thế này là được các bạn xào đảo chừng một vài phút thôi Thì nhìn cái cái sợi bún tàu nó trong veo là mình biết bún tàu của mình chính là được các bạn kiểm tra ở dưới đáy chảo các bạn thấy không không có nước rất là khô ráo luôn khi này là được tắt bếp mình nhắc xuống rồi, khi mà mình nhắc bếp xong rồi thì các bạn có thể cho thêm ngò rí à, để cho thơm và đẹp ha Và đừng quên rang một ít đậu phộng Cái món bò bía chay là có đậu phộng rang đặc bể Và bây giờ chuẩn bị à, cái phần rất là quan trọng để tạo nên cái ngon đó là tương đen để chấm bò bía mình hay sử dụng cái loại tương đen hôi xin này ha mua ở tiệm á châu nào cũng có và trong tương đen đã có cái hậu mặn ngọt vừa phải luôn rồi bây giờ cái phần uh, một là bạn uh, phi hành boro cho dầu vào cái nồi này còn không là phi sẵn giống như mình lần lượt thì hôm nay mình dùng nửa hũ tương đen và cho vào một muỗng ha À, một muỗng canh đầy giấm giấm táo nha các bạn với giấm táo có độ chua ngọt rất là ngon một trái ớt cay và à, sau cùng thì các bạn sẽ cho vào cái một muỗng canh lưng hành borophy, rô phi mình khuấy lên cho tất cả quà quyện với nhau vì tương đen các bạn mua về nhớ ăn thử vì có thể là mỗi nơi bán mọi khác hoặc là cái hiệu tương á, cái keo nó khác thì cái độ mặn ngọt cũng khác các bạn nào không thích cái mùi giấm bạn có thể cho chanh nước sốt me hay là bạn lấy nước ép khóm thì đều được và đều ngon lần lượt cho lên và các bạn đun sôi lên là nó có cái độ đặc sánh vừa phải nó có cái độ chua từ giấm táo và cay từ ớt rồi béo và thơm từ cái nước hành bo rô phi là rất nhanh gọn dễ luôn không thêm nước gì nữa nhé rồi tất cả đã chuẩn bị xong thì cái phần thịt kìa xá xíu đó mình cắt ra làm đôi cho nó vừa vặn và cái phần đồ xào thì mình cho ra dĩa các bạn có thể rắc tiêu lên và đậu phộng hay là hành phi thêm nữa là tùy tình nhà nhưng với mình thì mình thấy như thế này là vừa vặn các bạn thấy thịt xá xíu có màu đỏ đẹp, bạn nào không thích màu đỏ của xá xíu bạn chọn màu tím hay là bạn khìa với dầu màu điều tự nhiên cũng đều được Chuẩn bị bánh tráng và nước để nhúng bánh tráng Đậu phộng rang vàng, bóc vỏ để nguội đập bể bể, tương múc ra chén Khi mà tương nguội rồi thì đừng quên là à, cho đậu phộng vào và rắc thêm lên một ít đậu phộng bạn không cuốn bánh tráng ha Bạn xào như thế này nè Rồi mình ăn mình làm nước mắm chay Mình chan lên ăn cũng rất là ngon Bạn nào thích nhiều bún tàu hơn Thì cho nhiều bún tàu hơn ha Rồi bây giờ lần lượt mình sẽ nhúng bánh tráng ra Những cái à, khuôn mũ trắng Mình mua sẵn ở tiệm Á Châu Mình nhúng như thế này Một lần á 5 10 cái luôn Mình cuốn rất là nhanh dễ và lần lượt mình cho đồ xào nè mỗi một cuốn cho vào một miếng à, đậu hũ khìa xá xíu xà lát rau thơm rau thơm chọn loại nào hay là thêm xà lát nữa đó là tùy sở thích từng nhà và lần lượt mình sẽ cuốn mình sắp theo cái chiều dài thì khi cuốn các bạn sẽ nhìn thấy được là đồ xào nè rồi cái miếng thịt khìa xá xíu nè và cái màu xanh của rau thơm nữa lần lượt mình sẽ cuốn sẵn cho gia đình hoặc là vừa ăn vừa cuốn quay quần bên nhau thì à, tùy từng nhà đến đây thì cái món bò bía của mình đã xong. Rồi mình chúc cho các bạn luôn luôn vui khỏe và nếu bạn nào chưa làm món này thì các bạn làm thử đi nha, ăn rất là ngon. Gia đình mình có trẻ con và con mình cũng rất là thích món này luôn và à, chúc cho các bạn luôn luôn vui khỏe nấu ăn và làm bánh thật là ngon. Nếu yêu thích những món mình nấu thì nhớ ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái à, video món chay tiếp theo.